Vì bây giờ chúng ta bắt đầu tạo trigger này. Chúng ta bấm vào cái nút trả lời này nha. Bấm vào cái nút trả lời này. Và mình add trigger cho nó. Bấm vào add trigger. Và nhiệm vụ của nó mình sẽ phải là gì? Sẽ phải hiển thị cái lớp trả lời đúng. Show layer. Layer nào? Là cái layer đúng đây này. Đấy. Khi người học bấm vào cái nút button 1. Tuy nhiên, nó phải có một điều kiện chứ. À, là phải khi nào mà cái biến câu 1 này, cái chỗ nhập câu 1 nó là chữ con mèo, chữ cat thì nó mới được hiển thị, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ làm cái trigger là hiển thị cái lớp trả lời đúng khi người dùng bấm vào cái nút button số 1 này. Và với điều kiện này, mình phải thêm điều kiện cho nó là với điều kiện là cái biến câu 1 đấy, câu 1 nó phải bằng nhá. Chúng ta để là equal to và ignore case là trường hợp người ta đánh viết thường cũng được, viết hoa cũng được, chúng ta để ignore case và với giá trị là bằng con mèo đó. Vậy thì khi người ta đánh vào cái trong cái ô này này là giá trị là con mèo cat và bấm vào nút trả lời thì nó hiển thị lớp đúng, ok không nào? Xong và chúng ta sẽ tạo thêm một cái trigger nữa. Đấy, bấm vào copy paste luôn. Đó là sẽ hiển thị cái lớp size khi người học bấm vào nút button số 1 này với cái điều và khi họ nhập vào cái trong bên trong này, để chúng ta sửa cái này là khi cái chỗ câu 1 này nó sẽ không phải là con mèo, vậy thì mình sẽ chọn là not equal to cat đó. Vậy thì bây giờ mình sẽ có được một cái lệnh nữa là gì, khi mà người học nhập vào bên trong cái ô này không phải chữ cat và người ta bấm vào cái nút button này để trả lời thì nó sẽ hiển thị cái lớp là lớp size. Mình nhập vào đây bấm ok, như vậy là đã tạo xong trigger cho cái phần câu hỏi số 1 rồi, đúng không nào? Câu hỏi số 1. Vậy thì ở bên trong câu hỏi số 1 nó là như vậy. Và chúng ta sẽ phải làm một việc nữa là gì ạ? Đó là trong cái lớp đầu tiên ấy, mình phải làm một cái trigger là khi người học bấm vào cái nút này, này thì nó hiển thị lớp câu hỏi số 1, đúng không nào? Chúng ta chưa tạo trigger này, chúng ta bấm vào cái nút này và mình bấm vào new trigger. New trigger và mình sẽ chọn là show cái layer câu hỏi 1. Khi người học bấm vào cái nút số 1 này, đơn giản thôi đúng không nào? Bấm vào số 1 thì nó sẽ hiển thị như vậy. Ok. Các thầy cô trong cái quá trình làm ấy thì mình có thể mở cái này lên này để mình tham khảo các cái biến mà thầy Phương đã làm các cái trigger thầy đã làm ở trong này thì mình có thể nhìn vào đây. Từng cái một nó sẽ có những cái trigger gì. Đây là các cái biến này. Đây là trigger cho từng cái một đó, đó là lớp nào. Ví dụ đây là lớp câu hỏi số 1 đây chẳng hạn, thì mọi người sẽ nhìn thấy đấy, là nó cũng giống như vậy là show layer đúng khi người học mà nhập vào là con mèo, đúng không? Khi bấm vào nút trả lời được chưa? Ok. Chúng ta còn đồng thời một cái nữa là gì, là bây giờ chúng ta cứ review trước đã nhé, để chúng ta nhìn cái sản phẩm của mình đến thời điểm này trước này. Chúng ta bấm vào review this slide. Rồi chúng ta nhìn vào đây. Đó. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy khi học bấm vào số 1 này hiển thị cái lớp này, đúng không? Và người ta nhập chữ cat bấm trả lời thì nó hiển thị cái lớp này, được chưa? Và khi người ta bấm dấu nhân này quay trở về thì đúng ra là gì, là khi người ta bấm quay trở về thì cái chỗ này ấy, nó phải hiển thị chữ tab ở đây, đúng không? Và có chữ A ở bên trên này, tức là nó sẽ đổi cái trạng thái của cái nút này này, nút số 1 sang cái trạng thái đúng mà chúng ta đã làm ở bước trước ấy, đúng không? Đây này, chúng ta đã tạo ở cái bước trước là chúng ta đã tạo cho cái nút này, nút số 1 này có một trạng thái là khi đúng này, khi đúng thì nó sẽ có chữ cat nằm ở bên trong này và chữ A ở bên trên, và khi sai thì dấu nhân. Như vậy thì ở bên trong này, ở cái lớp số 1 này này, chúng ta cần phải tạo thêm một cái trigger nữa, đó là trigger là sẽ thay đổi trạng thái của cái nút số 1 ấy sang trạng thái đúng khi nào mà người ta làm cái việc này, đúng không? Khi mà người ta sẽ nhập vào ở cái bên trong ô này là chữ cat và bấm vào cái nút này. Vậy thì chúng ta có thể copy luôn cái button này, copy paste luôn này. Hoặc là thầy Phương sẽ làm mới để cho các thầy cô mình nhìn cho nó hình dung cho rõ nhé. Thêm một cái trigger mới nhé. Là bấm vào nút trả lời này. Và mình sẽ thêm một cái trigger. Add trigger.
là sẽ change the state of, thay đổi trạng thái, thay đổi trạng thái của cái gì, của cái nút số 1 này này, nút số 1 thành trạng thái đúng. Nút này có hai trạng thái thôi, trạng thái đúng và trạng thái sai. Trạng thái đúng khi người dùng bấm vào nút button 1, và với cái điều kiện là gì ạ? Với cái điều kiện là cái biến câu 1 này này, biến câu 1 này, nó phải là người ta gõ vào chữ cat đúng không? Gõ vào chữ cat. Ok. Và xong. Mình có được cái nút này như này là đúng không? Xong, copy paste lại cái lệnh này. Nhảy nút vào nó, mình chỉ sửa cái lệnh của sticker thôi, là chuyển của cái này thành trạng thái sai khi người học bấm vào cái nút trả lời này, và với điều kiện là cái chỗ này nó phải là không bằng con mẹo, not equal to cat, thì nó sẽ thay đổi cái trạng thái như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ review lại cái slide này để mình nhìn nhé. Đó, rơi chuột đề này. Bấm vào này. Ra. Bỏ hát. Quay trở về đây. Thì cái trạng thái đúng nó đã hiển thị rồi. Được chưa? Đấy, replay lại nha. Người ta bấm vào đây. Nếu người ta sẽ lấy sai này. Bấm trả lời. Thì nó ra cái này. Và khi bấm vào cái nút này quay về, thì trạng thái của cái nút đấy nó đã chuyển sang trạng thái sai. Ok ạ, rất là dễ dàng đúng không ạ? Chúng ta đã làm được cái trigger như này. Như vậy thì chúng ta đã tạo xong cái lớp câu hỏi số 1. Và với cách tương tự thì các thầy cô sẽ tự tạo ra được các lớp câu hỏi 2, câu 3, câu 4. Đúng không ạ? À, mình có thể tạo từ đầu, tạo mới từ đầu đúng không ạ? Tạo mới từ đầu. Hoặc là chúng ta có thể làm bằng cách là chúng ta chỉ việc là copy cái layer đó, copy cái layer này, chúng ta sẽ tạo nhân đôi nó lên, rồi sau đó chúng ta chỉ chỉnh sửa lại cái trigger là xong. Thế thì chúng ta sẽ nhìn lại cái layer này một chút này. Câu hỏi 1 thì ở trong lớp này để cho nó hay hơn ấy, thì khi mà các đối tượng này nó ra thì chúng ta có thể làm cho nó một cái hiệu ứng gì đó đúng không? Hiệu ứng để cho nó bay ra, chứ nó không không bay ngay ra như vậy thì nó không đẹp đúng không? Ví dụ chúng ta vào cái animation này. À, chúng ta thêm cho nó một hiệu ứng, cái này, cái bảng này có thể là xuất hiện này, hay là mấy cái nút này cũng thế này, nút này, nếu mà người thích thì chọn những hiệu ứng khác nhau nha, thì Phương sẽ chọn những cái này là hiệu ứng fade cho nhanh. Đấy, còn chú bé này thì có thể là cho cái hiệu ứng bay vào, fly in, fly từ đâu, từ bên trên xuống đi đúng không, fly từ bên trên xuống như này, và sẽ chèn vào trong này là hình con mèo đúng không? Câu này câu hỏi con mèo thì insert vào đây cái hình con mèo. Chèn hình ảnh con mèo vào. Đây, ví dụ con mèo này, chèn vào đây. Cho hình ảnh con mèo VIP vào đây. Và sẽ chèn âm thanh con mèo vào luôn. Để khi người ta mở câu hỏi lên ấy, thì nó sẽ có tiếng con mèo. Cát được rồi. Vậy là có tiếng mèo này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ review thử cái này nữa để nhìn xem là bây giờ nó đã ổn chưa nhá. Đây, mình đã dỡ lên chuột đen này. Bấm vào. Đó. Thì rất là hay là có hình ảnh cái chú này chạy từ trên xuống đúng không, có tiếng mèo kêu đấy, ví dụ ngọn đó trả lời quay trở lại đó, nó sẽ đi gạch chéo luôn rồi. Ok, còn nếu như mà trả lời đúng hát trả lời và xuất hiện ô chữ ở đây rồi. Như vậy là ô chữ chúng ta làm được cách này là các thầy cô có thể làm được tất cả những cái câu hỏi khác đúng không nào? Rồi, thầy sẽ demo một cách làm là nếu làm từ đầu thì các thầy cô làm theo các bước như thầy Phương hướng dẫn nha. Còn nếu như mà chúng ta muốn làm nhanh thì sau khi chúng ta tạo được câu hỏi một như này rồi, thầy sẽ xóa cái câu hai này đi nha, để cho để làm lại câu hai cho các thầy cô nhìn. Sorry, nhầm lại. Xóa cái câu hai để làm lại câu hai nha. Vậy thì
Khi chúng ta làm xong câu 1 rồi thì chúng ta làm câu 2 như nào đúng không? Vậy thì sau khi mà các thầy cô làm xong cái câu layer câu 1 đấy thì chúng ta sẽ có thể nhân bản nó lên để thành cái lớp câu 2. Chúng ta nhảy chuột phải và nó chọn là duplicate. À. Được chưa? Và chúng ta sẽ có sửa cái lớp này thành lớp câu 2. Lớp câu 2. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào đây để đặt lại trigger thôi, đúng không nào? Đặt lại trigger thì mọi người nhìn này, cái ô nhập bây giờ nó sẽ là cái text entry 5. Đúng không nào? Ô nhập ấy, nó là text entry 5. Như vậy thì mình sẽ vào trong cái này. Mình sẽ sửa cái text entry 5 này thành thành cái biến là biến câu 2 nhé. Đây thì xóa cái cũ của nó đi. Mình sẽ sửa cái text entry này thành câu 2. Đó, vậy thì cái text entry của chúng ta bây giờ nó là câu 2. Ok. Xong bây giờ mình phải đặt lại trigger là được đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cái trigger của nó đang đặt lại. Mình nháy nút vào đây. Nó sẽ thành là à, câu 2 thì đưa sửa cái chữ này đã. Đây sửa thành là trong tiếng Anh con kiến là gì? Con kiến là gì? Vẫn có ba chữ cái, không phải sửa cái này. Đúng không ạ? Nếu nó có bốn chữ cái thì chúng ta sửa lại như này, còn nếu không nó vẫn là ba chữ cái thì để nguyên. Chúng ta chỉ sửa cái trigger này ra này là sẽ hiển thị, nháy nút vào nha, sẽ hiển thị cái lớp trả lời đúng khi người học bấm vào nút button 1 này. À bây giờ cái biến này phải là biến mấy, biến câu mấy ạ? Khi cái câu 2 ấy, nó phải là bằng chữ an nha. Ok, và xình cái này nó sẽ hiển thị cái lớp sai khi người học bấm vào nút button này, và trong trường hợp là cái biến câu 2, biến câu 2 thì nó phải not equal to and. And là con kiến mà, chúng ta có đáp án đây rồi. Rồi, nó sẽ thay đổi trạng thái thì bây giờ không phải là của cái nút số 1 nữa mà nó sẽ là nút số 2 thành trạng thái đúng. À, khi mà cái biến câu 2 này, biến câu 2 nó là and. Ok. Và nó sẽ chuyển thành trạng thái sai khi nút cái nút bấm số 2 nha, nút bấm số 2 nó sẽ chuyển thành trạng thái sai khi mà cái biến câu 2, biến câu 2 mà chúng ta vừa làm đó nó là không phải là bằng an, not equal to an. Ok. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn thử cái zip layer, cái slide này để xem là với cách làm như vậy thì các thầy cô dễ dàng chúng ta tạo thêm các biến. Mỗi cái câu hỏi chúng ta sẽ tạo ra một biến. Câu hỏi 1 sẽ tạo ra biến câu 1. Câu hỏi 2 thì tạo ra biến câu 2. Câu hỏi 3 tạo ra biến câu 3. À, câu 4 thì tạo ra biến câu 1. Và mình sẽ chỉ việc điều chỉnh lại cái giá trị của nó như vậy là xong thôi. Đây, học sinh rơi vào đây này. Đó, rơi vào ô số 2 này. Bấm vào đây. À, chỗ này là mình chưa tạo cái trigger cho nó là hiển thị cái lớp câu hỏi 2 đúng không? Vậy thì mình sẽ quay trở lại đây. Mình sẽ phải quay trở về đây. Mình sẽ phải thêm cái trigger là bấm vào đây thì hiển thị cái lớp câu 2 đúng không? Chỗ này nó chưa có trigger này. À, vậy thì chúng ta phải làm hết lại cái trigger này. Là trigger đây. Là bấm vào cái câu 2 đúng không? Add new này thì sẽ hiển thị show layer câu 2. Ok, xong. Tương tự như vậy thì mình sẽ làm nốt, vì mình tương tự như vậy thì các thầy cô sẽ làm nốt cái lớp chứa câu hỏi số 3 này, câu hỏi số 4, câu hỏi số 5, câu hỏi số 6 đúng không ạ? Chúng ta sẽ làm được hết cái này. Được chưa? Ok. Nào bây giờ chúng ta quay trở lại đây. Chúng ta sẽ bắt đầu làm hết những cái trigger cho cái nút này. Nút bấm vào đây thì hiển thị câu 3. Vậy thì mình sẽ bấm vào đây. Show layer là layer số 3, câu 3. Tương tự như vậy thì bấm vào đây thì hiển thị câu hỏi số 4. Câu 4. Bấm vào đây thì hiển thị câu hỏi số 5. Bấm vào đây thì hiển thị câu hỏi số 6. Câu 6. Ok. À, vậy là mỗi lần bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị
các lớp. Và chúng ta sẽ test thử đến lúc này chúng ta làm được gì nha. Chúng ta có thể trong quá trình làm thì các thầy cô nếu mà chưa rõ thì các thầy cô sẽ mở cái phần file PowerPoint mà thầy đặt các cái chụp mà cái chụp hình của từng cái trigger ấy, thì các thầy cô sẽ hiểu rõ được là đối với từng cái trang thì mình sẽ cần tạo trigger như thế nào. Đấy, ví dụ như cái trang này chúng ta nhìn thấy là có cái trigger là bấm vào các nút thì hiển thị các câu hỏi này, thấy chưa? Sẽ bấm vào cái nút đây là có một cái nút button một rồi được rồi, thì chúng ta sẽ nói để sau thì chúng ta sẽ quay trở lại để review thử nha. Đấy, con mèo đây. Đấy, con mèo. À, con kiến thì chúng ta chưa sửa cái hình này thành con kiến đúng không? Rồi chúng ta nhập an. Đấy, ra an và ra sinh nợ. Đó. Tương tự như vậy thì các lớp khác là chúng ta cũng làm được. Là ra. Đấy, bấm trả lời. Ra đi sinh nợ. Tương tự này. Ra lion. Đó. Và như vậy thì ở chỗ này là chúng ta cần phải sửa thì câu này là mình chưa thay cái hình ảnh con kiến này, thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái lớp câu 2 ấy, là khi mà chúng ta sửa câu hỏi thì chúng ta sẽ sửa luôn các hình ảnh tương ứng luôn. Và đây là hình ảnh con mèo, muốn thay nó bằng con kiến chúng ta chỉ cần nháy chuột phải này, chọn là replay picture và chọn đến hình ảnh con kiến thôi là chúng ta sẽ thay được hình ảnh. Vậy cái cách thay ảnh nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu muốn cho nó sinh động thêm một chút nữa thì khi mà cái con vật này nó vào ấy, thì mình có thể thêm cho nó một cái hiệu ứng, tự di chuyển nè, di chuyển theo chiều ngang nè, đó. Và mình sẽ chọn cái thời gian di chuyển cho nó như thế nào, ví dụ như là 10 giây à, để cho nó đi chậm chậm một chút thôi. Thì khi nó đi vào thì cái con kiến này nó sẽ di chuyển bò sang bên này, nó sẽ đẹp hơn. Thấy chưa? Như vậy là đến lúc này là chúng ta đã làm được các cái nút, đó là ở trong từng slide là khi bấm vào từng cái nút này, bấm vào câu 1 thì bấm vào nút số 1 thì hiển thị câu 1, bấm vào nút 2 thì hiển thị câu 2, và khi học sinh trả lời đúng thì các cái nút đấy nó sẽ chuyển sang các cái trạng thái là đúng, các nút nó chuyển sang trạng thái đúng, còn nếu như học sinh trả lời sai thì nó sẽ chuyển sang trạng thái sai. Ok. Cảm ơn bạn đã xem hết video của thầy Bùi Duy Phương. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở chính giữa màn hình hoặc xem những video ở phía bên trái hoặc phía bên phải trong màn hình của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo.